Trương Đình Hoàng, một vận động viên làm rạng danh quyền Anh Việt Nam. Anh được báo chí mệnh danh là Nam Vương Boxing Việt Nam. Từng 11 năm liền vô địch giải boxing toàn quốc, vô địch SEA Games 28, giành huy chương bạc SEA Games 30. Và đặc biệt, anh là võ sĩ Việt Nam đầu tiên chinh phục và bảo vệ thành công đai vô địch boxing WBA châu Á. Okay. Đã quá quen thuộc với cảm giác đánh gục đối thủ để xưng vương trên những võ đài boxing nhà nghề. Thế nhưng võ thuật trên màn bạc với một bộ phim như Đỉnh Mù Sương lại là một trải nghiệm đầy thú vị và thử thách với nhà vô địch Trương Đình Hoàng. Thưa quý vị, và giờ là lúc chúng ta hãy cùng trò chuyện với Nam Vương của boxing Việt Nam, anh Trương Đình Hoàng. Cảm ơn anh đến với chương trình hôm nay. Xin chào Lâm. Thưa quý vị, dạo này anh Trương Đình Hoàng còn rất là bận rộn bởi sao? Ra mắt phim Đỉnh Mù Sương vừa mới ra mắt mấy hôm trước xong. Anh cảm thấy như thế nào về sự thành công của bộ phim này? Thời gian gần đây thì phim được khá là nhiều sự quan tâm của mọi người, và đặc biệt là giới hâm mộ võ thuật nước nhà. Thì mọi người đang chờ đón một bộ phim hành động võ thuật mà thật, đánh thật. Tại vì những cái diễn viên ở trong bộ phim này là hầu như là những người có võ thật, như là Peter Phạm và Simon Cook là võ diễn viên mà đóng Diệp Vắng Ba, đóng với lại Trung Tự Đơn. Mình đóng cái vai đấy thì mình đóng một cái vai võ sĩ nên là cũng không có thoại, mình chỉ có đánh nhau với lại diễn viên thôi. Thì cũng may là mình mang cái khuôn mặt của mình khi mà lên đài, mình mang vào trong phim là nó hợp luôn. Khi mà được mời thì mình cũng chả biết hình dung được là nó sẽ như thế nào. Thì ekip cũng chuẩn bị cho mình tập luyện với cách cơ đơ trong vòng 2 tuần, tập luyện để biết được cái cảm giác đánh. Tại vì đánh phim á, nó không như là thi đấu thật. Phim là mình phải đánh làm sao mà chưa trúng đối phương thì đối phương đã lặc rồi, mà đánh phải đẹp nữa. Đúng rồi, phải đúng góc quay đẹp nữa. Hầu như cảnh nào cũng phải quay lại, tại vì mình quen với cái tốc độ đánh nhanh rồi á. Mà phim thì người ta không cần nhanh đến như vậy. Người ta bảo là đánh chậm thôi, tại vì nhanh quá thì mắc máy, không kịp, đưa máy theo không kịp. Anh phải thú thực đi, là trong 2 tuần tập với các cascader này, thế rồi là khi mà diễn với các diễn viên khác, có bao giờ anh lỡ tay không? Có một cái kỷ niệm là khi mà quay phim với lại cái lúc hôm quay luôn á, thì vô tình thì mình đánh, thì anh Peter, anh bị trượt chân. Thì vô tình cái cú đấm mình sượt qua cầm anh thì ảnh rớt xuống. Phải nghĩ phát mấy tiếng hay thì choáng mà. Tức là sượt đấm sượt vào. Nhưng mà đấm sượt qua thôi đấy. mà đã 2 tiếng rồi. Trong phim có những cái cảnh là mình đấm lũng cái hòm luôn, mà cái hòm đó là ván thật. Hôm đấy thì bên chỗ mà dựng, bên chỗ mà là chuẩn bị đạo cụ. Đúng rồi. Thì người ta cũng hơi chủ quan, tại vì người ta được bình thường chỉ một căn một miếng ván mỏng như thôi, nhưng mà người ta làm ván thật rất là dày. Mình đánh vào về ê tay khoảng 1 tháng. Có một cái lý do nữa để mà ekip làm phim nghĩ đến cái tên Trương Đình Hoàng khi mà chọn cho vai diễn này, đấy là vì trước đó anh đã là một nhân vật mà rất có tiếng tăm trong làng võ thuật của Việt Nam, thậm chí là đạt được những cái danh hiệu mà chưa một võ sĩ nào của Việt Nam có thể mơ tới, có thể chạm tới. Cái mà đầu tiên để mọi người biết tới Trương Đình Hoàng thì vẫn phải là cái huy chương vàng SEA Games năm 2015, khi mà mình vượt qua được đối thủ Philippines, xong rồi vượt qua được Thái Lan ở chung kết. Thì hầu như là trước đó chưa vận Việt Nam nào mà làm được điều đó. Sau đó là chức vô địch đai WBA châu Á tại Hoàng Kiếm Hà Nội, mà chuẩn bị rất là dài và kỹ. Tại vì trận đấu thường thì mình chỉ đánh 4 hiệp thôi, mà trận đấu nó kéo dài tới 10 hiệp. Thì mọi người xem tới hiệp 4, hiệp 5 bắt đầu, quá tới hiệp 6 là bắt đầu lo lắng. Tại vì sợ mình không còn sức để mình thi đấu đến hết 10 hiệp. Không, nhưng mà lúc đằng sau đấy thì anh lại có vẻ chiếm ưu thế. Đúng. Tại vì mình cũng chuẩn bị khá là tốt và chiến thuật cũng rõ ràng. Đối phương quá khỏe thì mình sẽ đạp bà mòn người ta. Mình sẽ để cho người ta phải ra nhiều cú đấm để cho ta xuống sức, và có thể là lừa đối phương, có thể là đẩy người ta vào một cái tình huống nào mà mình mong muốn áp đặt người ta vào. Tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị khán giả, nếu như mà chưa dành thời gian để xem boxing nhiều lắm thì có thể là chưa quen với anh Trương Đình Hoàng. Thế nhưng mà nếu như quý vị dành thời gian mà chơi TikTok ấy,
là cũng có thể quen với anh Trương Đình Hoàng đấy. Bởi vì anh là một TikToker mà rất là thu hút. Mình chơi tóc chắc được một tháng rưỡi. Chơi ban đầu thì mình nghĩ là mình cũng chả có gì để mình chơi và chắc cũng không ai theo dõi mình. Nhưng sau một tháng rưỡi thì lượng follow trên TikTok của mình hiện tại cũng được 175k follow. Rất là nhiều, mình cũng không thể tưởng tượng được. Có một cái cách mà anh Trương Đình Hoàng tương tác trên TikTok của mọi người rất là thích thú, đấy là trả lời những cái câu hỏi của các bạn khán giả khi mà họ gửi về đấy. Khen có, chê có, thách đấu có, mà tôi không nghĩ là ai thách đấu ông này. Bạn đó bảo gì thách đấu ông cu, trận đấu 1 tỷ dám không? Xong mình bảo là thực sự thì nếu mà bạn có 1 tỷ bạn cầm trước mặt mình thì mình sẽ tìm mọi cách để mà mình tổ chức cái trận đấu đó diễn ra, và cái số tiền mà mình thắng thì mình sẽ không dùng đến số tiền đó, và mình sẽ làm một điều gì đó có ý nghĩa và được khá là nhiều người xem và ủng hộ. Thực ra thì cũng phải nói thế này, có thể là những cái lời thách đấu đấy nó chỉ là vui vui thôi, chỉ là một cách để mà người ta tương tác với mình thôi. Trong không gian này tại sao chúng ta không một vài kỹ thuật hãy biểu diễn cho khán giả của Chuyển động 24 giờ đúng không ạ? Bây giờ là mình cứ phải di chuyển sang đằng kia. Ok. Rồi, xin mời quý vị. Thì để mà tập thì mình cần có một cái bao. Thì cái bao này chủ yếu là mình để đấm những cái đòn đấm ở trên. Đấm rất là thẳng. Còn cái bao tròn này á thì chủ yếu để mọi người tập cái đòn móc dưới lên. Okay. Cái bao này thì để giúp mà mình đánh tăng cái độ chính xác lên, tại vì nó rất là bé. Và nó còn quay, nó còn rất là di chuyển. Khi mà mình muốn đánh tập luyện. Bây giờ hãy nói về một cái tổ hợp đòn đánh nào đấy đi mà anh thích nhất, mà gọi như là một cái tổ hợp đòn đánh mà bài tủ mà là sát thủ của anh Trương Đình Hoàng, thì anh sẽ chọn đấy là tổ hợp nào và tại sao? Vòng tay phải vào mặt và móc lên và thêm một đòn thẳng và kết thúc bằng tay trái. Có như đây là đối thủ này. 3-2-1 bắt đầu. Okay. Còn thêm một cái này nữa, cái này phải hỏi thêm, đấy là anh Hoàng có nói đấy, tức là một trong những cái khó của một việc vận động viên chuyên nghiệp và chuyển sang đóng phim ấy, đấy là phải khống chế cái đòn đánh của mình. Tôi sẽ đứng đây để cho anh Hoàng đánh xem là bây giờ vẫn tổ hợp đấy nhá. Đánh khống chế, nhớ là anh phải khống, anh vừa bếp đánh khống chế đấy. Ok. Khống chế, nhớ là anh phải khống, anh vừa bếp đánh khống chế đấy. Ok. 3, 2. Mà đấm nhẹ mà thấy đau. Ok.